Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo 18 giờ hôm nay với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com và nhân dân.vn. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, sau 3 năm dừng hoạt động để phòng, chống dịch, lễ hội Xuân Yên Tử năm 2023 được tổ chức trở lại với nhiều điểm mới. Ban tổ chức Hội Xuân Yên Tử 2023 cho biết Hội Xuân Yên Tử năm nay do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 bắt đầu khai hội ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão tức ngày 31 tháng 1 năm 2023 tại Trung tâm tổ chức lễ hội Cung Trúc Lâm xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí. Phần lễ khai hội năm 2023 gồm các hoạt động rước kiệu, dân lễ với các nghi lễ tâm linh như gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiên yên tử. Thưa quý thính giả, sáng 15 tháng 1 tức 24 tháng Chạp, khách sạn Iasaka Sài Gòn Nha Trang tổ chức lễ hội bánh chưng Iasaka ở khu sân vườn để chào đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Nhân viên khách sạn cùng một số khách đã cùng cắt lá, gói bánh chưng xanh để nhớ về nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nhiều khách là Việt kiều về quê ăn Tết đã rất hào hứng với việc xem gói bánh chưng, chụp ảnh lưu niệm với lễ hội bánh chưng của khách sạn Iasaka Sài Gòn Nha Trang. Thưa quý thính giả, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thí điểm trang web ứng dụng công nghệ phần mềm lấy số thứ tự qua mạng để tiết kiệm thời gian cho người dân khi đi kiểm định xe. Tuy nhiên sau 4 ngày hoạt động, trang web đã quá tải, người dân không thể đăng ký được qua website. Do vậy, các trung tâm thuộc sở đã phát phiếu hẹn đến hết ngày 19 tháng 2. Vì thế, các phương tiện có thể phải chờ tới sau 19 tháng 2 mới có thể tiếp tục đăng ký. Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn 8 trên 17 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động với 27 trên 53 chuyển kiểm định. Công suất kiểm định hiện nay mỗi ngày đạt tối đa khoảng 1.300 đến 1.500 xe mỗi ngày bằng 35% so với trước. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, nghị sĩ Quốc hội kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Tamás Mengele cho rằng Hungary sẽ không thể thay thế lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên mà nước này nhận được từ Nga trong thời gian ngắn. Theo đài RT, phát biểu nêu trên được ông Tamás Mengele đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình M1 của Hungary mới đây. Tại cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Mengele cho rằng hai điều kiện cơ bản đối với an ninh năng lượng của Hungary là tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga và vận hành trơn tru đường ống dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Qua đó nước này sẽ nhận được phần lớn nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hàng năm. Thưa quý thính giả, hôm nay, 15 tháng 1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lên đường thực hiện chuyến thăm 3 ngày tới Maldives theo lời mời của Tổng thống Ibrahim Mohamed Salih. Chia sẻ với báo giới tại sân bay quốc tế Phnom Penh, ông Sitharmarong, quan chức thân cận với Thủ tướng Hun Sen cho biết, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng tới Maldives kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Theo lịch trình, Thủ tướng Hun Sen sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Ibrahim Mohamed Salih, thảo luận các lĩnh vực khác nhau của hợp tác song phương, khu vực và quốc tế. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ chủ trì lễ ký 6 văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực ngoại giao, y tế và du lịch. Thưa quý thính giả, ngày 14 tháng 1, cảnh sát liên bang Brazil thực hiện lệnh bắt giữ đối với cựu bộ trưởng tư pháp Anderson Torres ngay khi ông này trở về nước sau kỳ nghỉ tại Mỹ với cáo buộc có liên quan tới âm mưu đảo chính nhằm vào Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva. Ông Torres được bổ nhiệm làm người đứng đầu lực lượng an ninh thủ đô Brasilia hôm 2 tháng 1 nhưng chỉ sau đó 5 ngày. Ông này đã lên đường đi nghỉ tại Mỹ và ngay sau đó tại thủ đô xảy ra vụ bạo loạn do những nhóm cực đoan ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro phát động, tấn công và phá hoại trụ sở các cơ quan công quyền nhà nước. Thưa quý thính giả, từ ngày 9 tháng 1 đến 13 tháng 1 năm 2023, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ phối hợp cùng tỉnh Đoàn Phú Yên đã gửi tặng 1.000 phần quà Tết cho 7 đồn bộ đội biên phòng và các ngư dân tại 5 huyện, thị xã bao gồm Tuy Hòa, Đông Hòa, Tuy An, Sông Cầu, Sông Hinh. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng bao gồm 300.000 đồng tiền lì xì và các nhu yếu phẩm trong dịp Tết, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho bộ đội biên phòng và ngư dân. Những người vẫn đang ngày đêm bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh những phần quà ý nghĩa, chương trình còn triển khai các hoạt động giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian nhằm hâm nóng bầu không khí Tết tại địa phương, tạo điều kiện người dân trên địa bàn cùng tham gia quà chung vào không khí háo hức, rộn ràng trong dịp Tết cổ truyền. Thông qua hoạt động trao quà kết hợp cùng các hoạt động vui xuân trong hành trình cùng nhau làm nên Tết, Sapeco,
Nhãn hàng bia Sài Gòn cùng công ty thương mại bia Sài Gòn khu vực Nam Trung Bộ nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ bộ đội biên phòng và ngư dân khu vực, từ đó tiếp thêm động lực để họ tiếp tục phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý thính giả, cách Nha Trang 38 km, vượt qua cổng chào huyện Khánh Vĩnh trên cung đường Khánh Lê Đà Lạt, và khoảng 10 km là chạm gặp chân đèo Khánh Lê, có một thung lũng với tên gọi Nha Trang Đà Lạt Style. Đây là một điểm du lịch sinh thái hoàn toàn mới, chính thức khai thác vài tháng nay, sau những ngày đại dịch. Tại sao chọn cái tên Nha Trang Đà Lạt? Bởi vì nơi đây là nơi giáp ranh Nha Trang và Đà Lạt. Công cuộc chinh phục núi đồi Quan Sơ để tạo ra một điểm nhấn du lịch mất gần 5 năm, và đến nay những hạng mục đã hình thành với 5 khu vực khác nhau. Hai bãi đổ xe rộng rãi có thể chứa một lúc cả trăm chiếc ô tô. Từ bãi xe, cuộc khám phá thú vị bắt đầu với những con đường lên cao, xuống thấp với địa thế khác nhau. Ngay cổng vào, những ngọn đèn ẩn giấu trong đó sẽ lung linh trong đêm. Và đặc trưng ở đây chính là những cây chuối rừng. Những cây trúc chạy ven con đường hiện đang phát triển sẽ hứa hẹn một tương lai không xa là cả một con đường trúc. Nơi đây có vị thế ven đồi và sự tận dụng khéo léo để một nhà hàng trên cao cho khách từ đó có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát. Một khu vực thư giãn bằng các loại thảo dược quen thuộc như gừng, lá xả, tạo ra sự thoải mái. Trên đỉnh cao là một bãi đất rộng với lều trại cho những du khách thích trải nghiệm ngủ đêm, đốt lửa trại. Một con suối nhỏ chảy qua, nơi đây nuôi cá và khách có thể trải nghiệm câu cá. Chương trình ngày Tết của Nha Trang Đà Lạt Style vô cùng hấp dẫn. Là nấu bánh chưng cùng du khách vào mùng 1 Tết, đốt lửa trại từ mùng 2, trò chơi thả diều, trồng 10.000 cây xanh cây rừng, chụp ảnh bia lịch, làm clip TikTok, con đường vào Nha Trang Đà Lạt Style thật đẹp. Cây mai tượng trưng cho mùa xuân phương Nam được trang trí rực rỡ. Những gian hàng chợ quê cũng đã sẵn sàng và cả một chương trình ẩm thực rác lây với những món ngon khó cưỡng của miền đất này đang đợi du khách tìm tới. Đặc biệt, đây là nơi ngắm hoàng hôn và đón bình minh thật là ảo diệu. Bạn cũng có thể một lần tìm đến để ngắm nhìn mặt trời ở hai thời khắc khác nhau. Và có thể ngẫu nhiên ập mây tràn về để cảm nhận như mình đang lạc trong mênh mông. Thưa quý thính giả, Singapore được biết đến là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Tuy nhiên ở đây lại vô cùng phát triển với những địa điểm du lịch Singapore vô cùng hấp dẫn, với những công trình kiến trúc vô cùng độc đáo, sự kết hợp giữa vẻ đẹp hiện đại và sự đa dạng văn hóa, đặc biệt là môi trường sông xanh, núi sạch, đẹp mà không nơi đâu có được. Và sau đây là các địa điểm du lịch ở Singapore mà bạn không thể bỏ qua. Khu phố di sản Tiong Bahru là một khu phố di sản nổi tiếng ở giữa lòng thành phố Singapore. Đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn được trải nghiệm Singapore theo một cách khác, một Singapore truyền thống và yên bình, trái ngược với nét hiện đại và nhộn nhịp sẵn có. Garden by the Bay địa điểm này mỗi ngày thu hút hơn 30.000 lượt khách ghé thăm. Khung cảnh ở đây sẽ khiến bạn choáng ngợp với những siêu cây rực rỡ cao từ 25m đến 50m. Chúng phản ánh hình ảnh của một khu rừng lấp lánh những màu sắc quyền bí và kỳ ảo. Đặc biệt là vào buổi tối khi những hiệu ứng đầy màu sắc được thể hiện. Khu Chinatown một màu đỏ rực rỡ là đặc trưng của khu phố qua Chinatown. Bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn vào đây bởi những dãy đèn lồng rực rỡ và cách trang trí bắt mắt. Khu phố này là sự thể hiện rõ nét nhất các yếu tố văn hóa truyền thống của Trung Hoa. Những công trình kiến trúc ở đây đều có thiết kế giống nhau. Từ những sạp hàng hòa, các quán cà phê cho đến cả những nhà hàng, khách sạn. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.